Trong giới giải trí Hồng Kông, Lâm Văn Long và Quách Khả Doanh có lẽ là cặp đôi đáng ngưỡng mộ nhất. Họ đã ở bên nhau hơn 25 năm. Trong 25 năm đó, có biết bao thị phi, điều tiếng, nhưng cặp đôi vẫn vượt qua tất cả và ở bên nhau. Kỷ niệm 16 năm kết hôn, đôi vợ chồng Quách Khả Doanh và Lâm Văn Long không làm tiệc ồn ào mà chỉ bên nhau một ngày trọn vẹn. Họ không tổ chức linh đình, mặc dù đều là những người giàu có với khối tài sản không đếm xuể. Quách Khả Doanh nói, đối với vợ chồng họ, sự xa hoa, ồn ào là không cần thiết. Trước đó, nhân 15 năm ngày cưới, Lâm Văn Long tặng vợ bó hoa hồng khổng lồ và những món quà giá trị, kèm theo dòng nhắn nhủ ngọt ngào. Vốn chơi chồng không lãng mạn, nhưng Quách Khả Doanh lần đó đã phải dành cho anh những lời có cánh trên mạng xã hội. Chặng đường yêu ngọt đắng có đủ. Lâm Văn Long và Quách Khả Doanh bén duyên màn ảnh trong phim truyền hình Cuộc tình vàng dặm năm 1995. Diễn xuất ăn ý của họ nhận được nhiều thiện cảm của khán giả, song không ai ngờ có ngày cặp đôi đũa lệch này lại nắm tay bước ra ngoài đời thực. Ngay từ lần đầu tiên chạm mặt, Lâm Văn Long đã đem lòng cảm mến vẻ đẹp và tính cách mạnh mẽ, độc lập của Quách Khả Doanh. Nam tài tử quyết tâm theo đuổi người đẹp bằng cách âm thầm ở bên cạnh cô, chăm sóc cô và tận tình với gia đình của cô. Quách Khả Doanh từng thừa nhận chưa từng yêu ai quá 2 năm vì tính cách ương ngạnh và cứng đầu của mình. Ấy vậy mà mỹ nhân sinh năm 1969 lại bị sự chân thành của Lâm Văn Long làm cho cảm động. Thế là sau khi phim đóng máy không lâu, người ta bắt gặp Lâm Văn Long và Quách Khả Doanh tay trong tay đi dạo biển. Cặp đôi lập tức công khai mối quan hệ vì không muốn vướng vào những lời đồn đại không đáng có. Song, làng giải trí đầy rẫy thị phi này lại đâu dễ dàng chấp nhận đôi tình nhân mới một cách nhẹ nhàng như họ mong muốn. Lâm Văn Long bị chê thua kém Quách Khả Doanh về mọi mặt, từ danh vọng lẫn tiền tài. Điều này cũng không có gì là sai. Trước khi gia nhập TVB, Quách Khả Doanh đích thực là thiên kim tiểu thư ngậm thìa vàng. Truyền thông Hồng Kông đưa tin, ngôi sao sinh năm 1969 sinh ra trong gia đình giàu có. Cô là con gái của ông Quách Đạt Xương, đại gia trong ngành sản xuất nhựa. Tài sản của gia đình này được định giá ở mức 100 triệu USD. Cả bốn chị em của sao phim thực thi pháp luật đều được gia đình hướng cho việc kinh doanh. Song, cô lại muốn tìm cho mình hướng đi riêng và rồi diễn xuất là con đường Quách Khả Doanh hướng đến. Cô tiểu thư danh giá gia nhập làng giải trí bằng thành tích top 5 hoa hậu, lại còn là gà cưng của TVB sau hàng loạt những tác phẩm thành công. Sau 20 năm, nàng cao tiệp của hồ sơ trinh sát vẫn là dấu ấn khó quên của nữ diễn viên. Khán giả cũng không thể quên sự thể hiện của Quách Khả Doanh trong vai diễn Lý Bình Nhi ở Mối hận Kim Bình. Thành công tiếp nối, Quách Khả Doanh trở thành bảo chứng writing cho TVB. Dù nhiều lần hụt đề cử thi hậu, danh tiếng và tài năng ngôi sao của Hồng Kông được nhiều khán giả công nhận. Trong khi đó, Lâm Văn Long năm ấy chỉ mới là tân binh không có gì trong tay ngoài gương mặt điển trai. Vậy nên mới có tin đồn, Lâm Văn Long tiếp cận Quách Khả Doanh để lấy tiếng, thậm chí còn nhắm đến khối tài sản đồ sộ của gia đình bạn gái. Trước khi về chung một nhà, Lâm Văn Long nổi tiếng chiều chuộng bạn gái, thậm chí với tính cách tiểu thư, Quách Khả Doanh có phần lấn lướt chồng. Có lần, khi chia sẻ về vợ, tài tử thần y Hoa Đà nói, mọi chuyện chỉ cần nhường nhịn, nhưng điều đó lại bắt đầu từ tình yêu. Lâm Văn Long nói với báo chí rằng, không sao vì tôi yêu vợ, nhưng một chút đâu đáng gì. Theo thời gian, Lâm Văn Long chứng minh mình không lợi dụng vợ, càng không mượn vợ làm bàn đạp. Bởi từ khi cưới Quách Khả Doanh, anh trở thành diễn viên độc quyền của TVB, có trong tay nhiều dự án độc lập trong các phim như Bằng Chứng Thép, Bố Y Thần Tướng, Mỹ Nhân Tâm Kế. 25 năm một tình yêu. Thị phi bủa vây không làm ảnh hưởng đến tình cảm của Lâm Quách, ngược lại còn giúp mối quan hệ của họ thêm bền chặt. Để rồi sau 9 năm bên nhau, họ cũng quyết định tiến tới hôn nhân. Để kỷ niệm sự kiện đáng nhớ này, đài TVB thực hiện bộ phim 10 anh em mời Lâm Văn Long và Quách Khả Doanh đóng chính. Nếu như thời yêu nhau, Lâm Văn Long bị đồn đào mỏ Quách Khả Doanh, thì đến khi kết hôn, anh đứng trước làn sóng mỉa mai mượn tiền cô để làm đám cưới. Không ít người cho rằng, vì lúc nào cũng yếu thế trước Quách Khả Doanh, nên Lâm Văn Long luôn phải nhường nhịn vợ trong tất cả mọi chuyện trong cuộc sống. Sau khi về chung một tổ ấm, gia đình của Lâm Văn Long và Quách Khả Doanh vẫn không ngừng đối đầu với sóng gió, hầu hết đến từ những người thân cận với họ. Thời điểm Lâm Văn Long mở rộng thị trường hoạt động nghệ thuật sang Trung Quốc, anh rất hay vướng vào tin đồn tình cảm với bạn diễn nữ. Thế nhưng, Quách Khả Doanh lại không mấy quan tâm. Năm 2009, quản lý của Lâm Văn Long ở Đại Lục là Uông Tử Kỳ để lộ tin nhắn về đoạn hội thoại của vợ chồng tài tử. Trong đó, họ liên tục nhắc đến chuyện ngoại tình của anh với nữ diễn viên Đổng Vĩ Gia. Chưa hết, người này còn mớm tiền cho truyền thông, nói rằng tiền cưới là do một tay Quách Khả Doanh lo liệu. Lâm Văn Long đến lúc có tiền lại đem đi cung phụng cho tình trẻ. Chính vì điểm này nên người ta càng có cơ sở tin rằng hôn nhân của họ đang đứng bên bờ vực tan vỡ. Trước khi mọi chuyện vượt qua tầm kiểm soát, Lâm Văn Long và Quách Khả Doanh gấp rút tổ chức họp báo, phủ nhận mọi tin đồn. Nữ diễn viên cho biết cô từng bị Uông Tử Kỳ lừa lấy tiền, người này còn dùng đoạn tin nhắn kia để tống tiền vợ chồng cô. Sau thời gian tranh cãi qua lại, Uông Tử Kỳ ngậm ngùi nhận án tù 4 năm 6 tháng tù, đổi lại sự bình yên cho gia đình của hai ngôi sao. Sau sự việc âm ỉ đó, Lâm Văn Long và Quách Khả Doanh lại càng gắn bó với nhau hơn. Sau vụ việc đó, vợ chồng tôi đã thông hiểu nhau hơn, cảm thấy ngày càng không thể thiếu nhau. Có thể nói, hoạn nạn mới biết chân tình. Trong khoảng thời gian khó khăn ấy, chúng tôi đã đồng sức đồng lòng vượt qua thử thách. Đây sẽ là bài học quý giá trong cuộc đời chúng tôi. Nam diễn viên tâm sự.
Về phía Quách Khả Doanh, cô cảm thấy tin tưởng Lâm Văn Long hơn vì anh là người có trách nhiệm và lúc nào cũng sẵn sàng đứng ra để bảo vệ cô. Tích cực thanh minh là thế, nhưng Lâm Văn Long và Quách Khả Doanh lại chẳng khác gì là thỏi nam châm hút thị phi. Lần này, đến lượt quản lý cũ của mỹ nhân họ Quách lên tiếng rằng cả hai chỉ duy trì hôn nhân về mặt hình thức. Quách Khả Doanh từng nảy sinh tình cảm với Mã Đức Chung sau khi đóng chung với anh trong khách sạn Phong Vân năm 2004. Phát hiện Lâm Văn Long ngoại tình bên ngoài, cô tức giận đến nỗi cân nặng tuột không phanh, chỉ còn da bọc xương. Trong thời gian chung sống, hai vợ chồng thường xuyên rơi vào cảnh cơm không lành, canh không ngọt. Quách Khả Doanh không ít lần phải chạy về nhà bố mẹ để than khóc. Biết càng giải thích càng không được gì, nên Lâm Văn Long và Quách Khả Doanh chọn im lặng khi đứng trước bão dư luận. Năm 2010, nữ diễn viên hạ sinh con gái đầu lòng Lâm Thiên Nhược rồi rút chân hẳn khỏi làng giải trí, rút lui về làm hậu phương cho Lâm Văn Long, đồng thời thay bố đảm nhận công việc kinh doanh. Nhiều người cho rằng việc Quách Khả Doanh rời showbiz một phần để giúp giảm đi áp lực cho Lâm Văn Long, để anh không còn phải liên tục bị đem đi so sánh với vợ. Bù đắp cho sự hy sinh của Quách Khả Doanh, Lâm Văn Long dù bận rộn công việc đến mấy vẫn dành thời gian ở bên cạnh cô và con gái. Nam diễn viên cho biết đi quay ở phim về, chỉ cần ôm vợ con vào lòng thì mệt mỏi đến đâu cũng đều tan biến. Bị chê yếu thế hơn Quách Khả Doanh, nhưng Lâm Văn Long vẫn chưa từng cảm thấy thổ thẹn, bởi anh biết bản thân mình đã không ngừng cố gắng để rút ngắn khoảng cách với vợ hơn. Chàng tài tử thổ lộ: "Đến giờ tôi mới nhận thức được một điều, người chồng tốt nhất định phải luôn nhắc nhở bản thân, không sao đâu, bởi vì mình yêu cô ấy, nhưng nhìn một chút đâu đáng là gì. Chỉ cần đối phương vui vẻ, tình cảm của hai người tự nhiên sẽ lâu bền. Ngay bây giờ, tôi đang cố gắng hàn gắn lại những sức mẻ tình cảm trước đây, cho dù bản thân có bị thiệt thòi cũng không sao." Từ chuyện tình bị chê cười, mỉa mai vì không môn đăng hậu đối, Lâm Văn Long và Quách Khả Doanh giờ đã trở thành đôi vợ chồng mẫu mực, giàu có và quyền lực nhất Hồng Kông, khiến ai nhìn vào cũng phải vài phần ngưỡng mộ, vài phần ghen tị.